Theo mình thì bộ trang phục phải rực rỡ, nhiều màu sắc, làm cho kẻ xấu lóa mắt mỗi khi mình xuất hiện. Nói bật như vậy thì làm sao mà thực hiện nhiệm vụ? Chúng ta đâu có đi trình diễn thời trang đâu. Suy nghĩ tầm thường của cậu sẽ làm đội chúng ta thua đó. Em nghĩ là mình có thể kết hợp hai bả bối và trong trang phục chiến đấu của tụi mình. Ý tưởng tuyệt vời. Cậu đi đâu vậy? Mình không thể nào để thua Max được. Không được. Mình sẽ chấp nhận thua cuộc chứ không trộm cắp. Đó là một hành vi rất xấu. Săn được thẻ đặc biệt, có ngay xe điện quân thần tốc với nhiều tính năng ấn tượng như đa dạng kiểu lái, loa phát nhạc Bluetooth. Cool Invention, trung tâm nghiên cứu, sáng tạo và nghệ thuật tiên tiến bậc nhất Cool Galaxy. Wow. Bên trong chia làm nhiều khu vực, có một khu vực có rất nhiều món bảo bối đang được nghiên cứu, chế tạo. Có những căn phòng nhỏ giống nhau với đầy đủ thiết bị để các học viên có thể sử dụng. Đây là nơi đã tạo ra vô vàn trang phục chiến binh siêu phàm và những bảo bối Cool tối thượng. Ta tin là các con sẽ tìm được những sự trợ giúp cần thiết cho trang phục chiến binh siêu phàm và bảo bối của mình. Dạ, nhất trí. Tớ có ý tưởng, hay lắm nè. Cậu nói trước đi. Tớ đã nghiên cứu rất nhiều. Một bộ trang phục chiến binh siêu phàm cần toát lên được sự siêu phàm, nên yếu tố công nghệ là vô cùng quan trọng. Như vậy thì quá đơn giản. Theo mình thì bộ trang phục phải rực rỡ, nhiều màu sắc, làm cho kẻ xấu lóa mắt mỗi khi mình xuất hiện. Thời trang nó phải thế. Nổi bật như vậy thì làm sao mà thực hiện nhiệm vụ? Chúng ta đâu có đi trình diễn thời trang đâu. Trời, suy nghĩ của cậu hạn hẹp quá. Chiến đấu là phải đẹp. Nó quá sặc sỡ và rối rắm, chẳng phù hợp tí nào. Suy nghĩ tầm thường của cậu sẽ làm đội chúng ta thua đó. Ý tưởng sến súa của cậu mới làm chúng ta thua đó. Cậu Unique ơi, giúp mình với. Mình chỉ tính hỏi mượn công nghệ hành tinh của cậu. Cậu đi mà hỏi siêu lì ấy. Ủa, chị thông minh nhất, chị có ý tưởng gì chưa? À, xe tô màu hương đa sắc. Wow. Đẹp quá. Của em giúp cho trang phục có thêm điểm nhấn. Không chỉ vậy đâu, bông hoa của em giúp em nói chuyện được với thiên nhiên nữa đó. Em giỏi quá. Bảo bối xe tô màu Cool đa sắc của chị cũng thật kỳ diệu. Mỗi một màu mang lại một năng lực khác nhau đó. Màu xanh dương là tri thức nè. Màu xanh lá là nghệ thuật nè. Màu đỏ dùng để tự tin. Em nghĩ là mình có thể kết hợp hai bảo bối vào trong trang phục chiến đấu của tụi mình. Ý tưởng tuyệt vời. Xi ơi, chị thấy ý tưởng này thế nào? Mình sao cũng được. Vậy chị thấy mẫu nào đẹp hơn? Cái này hay cái này? Em cứ chọn đi. Chị sao cũng được. Sao cũng được không phải là câu trả lời. Sao cậu lại hời hợt như vậy chứ? Ở hành tinh của chị Xia có công nghệ gì không? Biết đâu sẽ giúp ích cho trang phục của tụi mình đó. Có. Không. Cậu nói dối. Rõ ràng là cậu có hai món bảo bối, đó là quạt Cool phi hành gia và bình nước Cool đa năng. Mình và Tám Tuốt đều chia sẻ bảo bối của mình. Tại sao cậu lại ích kỷ như vậy? Em nghĩ chị Zia không có ý đó đâu. Chị muốn Zia phải có câu trả lời rõ ràng.
cậu đi đâu vậy? Khoan đã. Xin lỗi. Đó là năng lực điều khiển vật thể của chị Zia sao? Chị đã chết làm Zia rồi, phải làm sao đây? Kia là bảo bối đang được nghiên cứu sao? Mình không thể nào để thua Max được. Không được. Mình sẽ chấp nhận thua cuộc chứ không trộm cắp. Đó là một hành vi rất xấu. Chị Zia lại không đến nữa rồi. Chỉ còn 2 ngày nữa là chúng ta phải hoàn thành thử thách thiết kế trang phục chiến binh quân siêu phàm rồi. Nếu không có chị Zia thì chúng ta sẽ thua mất. Tất cả là tại chị, làm sao để làm lành với Zia đây? Thì ra Zia không biết cách để giao tiếp với chúng ta, lại sợ nói ra suy nghĩ của mình nên cậu ấy chỉ giữ im lặng. Chị hãy đem tặng hộp sữa trái cây quân này cho chị Zia đi ạ. À, Mama Bay chỉ em, khi mình sai thì hãy xin lỗi một cách chân thành. Xin lỗi? À, đơn giản vậy mà chị không nghĩ ra. Nhưng mà xin lỗi như thế nào, em chỉ chị với. Chị đúng là sách vở mà. Tất cả thành viên của lớp chiến binh quân siêu phàm bảo tập trung lại quân lạc. Đây là tình huống khẩn cấp. Đây là tình huống khẩn cấp. Mỗi bạn đặc chí hay xem chiếc xe tốc bộ quân đa sắc đây. Khiến mọi đồ vật tăng thêm sức mạnh. Xe tô màu cool đa sắc được chế tạo từ công nghệ hành tinh cool smart và ba cây bút màu chứa đựng năng lực kỳ diệu biến hóa thành phương tiện vận chuyển trong tình huống khẩn cấp. Giờ hãy nhìn đi, chiếc xe cool phóng to lên gấp 100 lần, thêm một loại bao bôi tối tân. Mình sẽ cùng bắt hết những tên xấu xa, cũng cho chúng thêm cơ hội chiến binh cool siêu phàm tiến lên. Sở hữu ngay xe tô màu cool đa sắc với 33 cây bút tô màu đa dạng trong mỗi xe, khi có 36 thẻ quà cool.